Giữa bối cảnh một xã hội thực dụng nơi đồng tiền lên ngôi, Ghibli Studio, tượng đài của những bộ anime huyền thoại đã mang đến cho khán giả một bộ phim đậm tính hiện thực, kể câu chuyện về một bà lão si mê một chàng pháp sư ở bẩn, chuyên đi lừa tình các chị em gái, nhưng không sao vì anh ta có hắn một tòa lâu đài và anh ta chim to. Đúng như những giá trị thường thấy trong phim của Ghibli, phim có nhiều tầng ý nghĩa hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Đấy là phê phim nói thế, chắc cũng đúng ấy. Nhưng mà sau đây là recap sàm về lâu đài bết nhún của Hao. Trong cửa hàng mũ gia truyền, Sophie đang cặm cụi về công việc thì một bà cô hàng xóm đến gã nàng đi chơi. Dĩ nhiên là Sophie từ chối vì tâm hồn cô đã già cỗi và mấy cái mũ thì không đủ năng lực hành vi dân sự để tự chăm sóc mình. Mấy cô gái đứng ngoài đang thi nhau bàn tán về lâu đài của Hao và lời đồn rằng pháp sư Hao đã ăn mất trái tim các thiếu nữ chót yêu anh. Sophie cũng chẳng quan tâm trai gái gì cả. Cô vừa lấy chiếc mũ rơm của Luffy và chuẩn bị tới nhà em gái Letty đang theo chỉ dẫn thì cô lạc vào con hẻm nhỏ nơi hai anh lính thân thiện đang đứng chờ với những hành động không thân thiện lắm. Bất ngờ Hao xuất hiện từ đằng sau, đọc câu thần chú đuổi hai tên lính đi. Những thằng khác ngại tán em, tại ngán anh, nhạc TikTok các thứ. Sau màn cứu kiều khỏi lồng ngưng bích, Hao cùng Sophie thoát khỏi lũ bóng ma bầy hầy theo đuôi. Chưa ai biết lũ ma quỷ là cái gì hay tại sao chúng lại đuổi, thì Hao cùng Sophie đã bay lên, tự tin cắt quắc giữa bầu trời, nhạc kiểu hay ho các thứ. Chàng pháp sư thả Sophie tại nhà của Letty rồi biến mất trong lễ hội. Trong kho đồ, Sophie ngồi tâm sự với em gái. Letty lo lắng cho chị vì Hà là một thằng fuckboy trước lời bà hàng xóm. Sophie thì bỏ ngoài tai vì còn đang bận tương tư với chàng pháp sư. Yêu đương trao cả tâm hồn, trao luôn cả cái... bồn chồn lo âu. Cô vừa trở về nhà thì bà phù thủy vùng đất chết bước vào. Bà này chính là chủ của lũ bầy hầy dí theo Hao và Sophie hồi chiều. Bằng cái giọng được dựa, bà tra hỏi Sophie về tung tích của Hao. Hắn đâu? Hắn nào? Hắn ấy rồi. Ấy nào? Ấy. Ơ con chó ấy. Quá bực mình vì con thiểu năng trước mặt, mụ béo lướt qua Sophie và để lại lời nguyền lên cô gái, không quên để lại lời nhắn rằng cô sẽ không thể kể với ai về lời nguyền này. Sau khi chịu cấm thuật của Hokage đệ nhị, Sophie giờ đây là một quả táo tàu với nửa củ khoai lang trên mặt. Vì không muốn ai biết mình bị ám, Sophie lặng lẽ rời khỏi quê nhà vào sáng hôm sau. Chân chậm mắt mờ nên bà phải tìm lấy một cây gậy chống bên đường, nhưng cây gậy hóa ra là một con bù nhìn với cái đầu củ cải. Đầu củ cải có vẻ cũng bị ám nên nó di chuyển được, nó mang cho bà một cây gậy chống như ý nguyện. Bà già thấy được vòi thì vòi thêm một căn nhà để ngủ lại qua đêm. Thế là đầu củ cải chạy đi, dẫn hẳn tòa lâu đài của Hao tới. Bà già Sophie ba chân bốn cẳng chạy, trèo lên tòa lâu đài đang di chuyển. Kiếm được chỗ ngủ, Sophie thấy rất biết ơn và quyền luôn đầu củ cải, bỏ mặc nó lặng lẽ đuổi theo. Bước vào trong lâu đài của Hao, Sophie đến bên cái bếp đang cháy để sưởi ấm. Cái bếp này tuy bé nhưng mà chửi láo vô cùng. Kết bạn với tao. Con quỷ lửa giới thiệu mình là Calcifer, nó giúp lâu đài của Hao có thể tồn tại. Nó gạ bà già Sophie phá giải lời nguyền gắn ngọn lửa với tòa lâu đài để Calcifer được tự do, và đổi lại nó sẽ phá giải lời nguyền của Sophie. Nghe Calcifer nói quá bùi tai, Sophie ngủ luôn. Ở bên ngoài cửa thì mấy ông cán bộ đang réo tên Hao, làm Sophie giật mình tỉnh giấc. Dậy đi ông cháu ơi, sao ở đây? Một cậu bé từ trên nhà lao xuống mở cửa. Thằng bé này tên là Marco. Cú cậu thấy bà già nằm ngủ trong bếp thì chả nói năng thắc mắc gì, mở cửa và nhận thư mời từ hoàng đế. Đây là thư triệu hồi các phù thủy ra trận vì cuộc chiến đang tới gần, một cuộc chiến vô nghĩa nhân danh một vị hoàng tử mất tích. Con quay trên cánh cửa thay đổi và cánh cửa lại thông với một ngôi nhà ở vương quốc bên cạnh, nơi rẻ lao được lấy làm quốc kỳ. Sophie tỉnh dậy đang chuẩn bị làm bữa sáng thì Hao trở về từ một cánh cửa màu đen. Và cũng chả ý kiến gì về việc một bà già đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. Hao còn nấu ăn thay Sophie và chúng ta có một cảnh nấu ăn đẹp trông thích hưu linh vãi. Cả nhà đang ngồi ăn sáng thì Hao hỏi về tờ giấy trong túi của Sophie, thứ mà mụ phù thủy béo đã để lại. Sophie thì hồn nhiên chẳng biết gì. Hao bảo tờ giấy này là hòa ấn tình yêu, nó bốc cháy và để lại lời nhắn rằng mụ phù thủy vùng đất chết sẽ đến sờ mó và thó luôn trái tim của Hao theo nghĩa đen. Bố mày lại sợ mày quá. Vì không sợ nên Hao ra lệnh cho Calcifer chạy đi cho nó sớm, rồi cậu đi tắm để mặc thằng nhỏ Mark ngồi tra hỏi Sophie vì nghĩ bà là một phù thủy. Sophie chưa kịp thanh minh thì bị khóa mõm, đúng như lời nguyền của mụ phù thủy. Thôi thì ăn cơm chúa múa tối ngày, cơm no rượu say nên Sophie phải hăng say dọn dẹp. Sophie dọn luôn cái bếp lò, không để ý rằng Calcifer sắp tắt ngúm. May là Hao xuất hiện kịp thời, đổ cái đống còn sót lại của Calcifer lên bàn tay. Thứ trên tay anh phập phồng như quả tim đang cháy. Calcifer được cho ăn củi để sống lại. Sau đó Hao bước ra khỏi cánh cửa màu đen, bỏ lại Calcifer đang kêu gào vì Sophie ném thì giết nó. Calcifer không được phép lụi tắt, vì khi đó Hao cũng sẽ đi luôn. Nhưng mà Sophie cũng chả quan tâm, bỏ qua lời cảnh báo của Calcifer và tiếp tục dọn dẹp, rồi cùng Mark ra ngoài ngắm những vùng đất mà họ đã đi qua. Cả hai phát hiện đầu củ cải mắc kẹt bên hông tòa lâu đài, thế là Hao có thêm một người bạn đồng hành mới. Về phần Hao, anh đang xả thân ở chiến trường trong hình dạng một con chim lớn, chiến đấu với lũ phù thủy đánh thuê của nhà vua, rồi mệt mỏi trở về lâu đài sau trận chiến, thương tích đầy mình. Nằm yên vị trên giường, Hao bắt đầu trải lòng với bà già Sophie rằng anh và lâu đài của mình đã luôn chạy trốn khỏi mụ phù thủy béo, khỏi ma gaming, khỏi ngọn lửa chùa của chiến tranh. Nhưng vì lời tuyên thệ trung thành với hoàng đế, anh phải đến trình diện với hoàng gia để ra chiến trường. Và để thoát khỏi tình trạng này thì Hao cần Sophie giả là mẹ của anh, xin hoàng đế tha cho mình khỏi tá trận. Sophie chồm già nhân tuổi đời mới có 20, vẫn còn xinh lắm.
đội lên cái nón của Luffy. Bà già nghe lời Hao cấp đi đến cung điện. Biết người già thì hay lẫn, Hao đeo lên tay bà chiếc nhẫn dẫn đường và nhắc bà anh sẽ cải trang theo đuôi để phòng có biến. Sophie đang thong thả đi trên đường thì thấy mấy con chó già đi theo mình và tưởng nhầm nó là Hao. Bà già đang độc thoại với con chó thì mụ phù thủy vùng đất chết xuất hiện bên cạnh. Bà cũng được Suliman mời đến cung điện. Suliman là ai thì xem tiếp sẽ rõ. Mụ béo flex về tài phép của mình, nhưng mà mạnh đến đâu thì cũng bị bùa phép của cung điện làm mất hết phép thuật, phải khổ sở lê cái thân mập của mình lên các bậc thang. Sau lớp phép thuật ngụy trang, mụ dần lộ nguồn hình là một bà già nhăn nheo. Con chó đi cùng dẫn Sophie vào một cái thang máy nhỏ, bỏ lại phù thủy béo ngoài sảnh, bị mấy cái kính trêu yêu sò chết còn đi mẹ. Sophie được người hầu dẫn đến gặp Suliman, hay là Dr. Strange của thế giới này, rất là tài phép. Hóa ra con chó đi theo Sophie là của bà già Suliman chứ không có Hao gì hết. Suliman thấy Hao không đi cùng thì tranh thủ nói xấu cậu, rằng cậu từng là một học trò xuất sắc của bà. Cho đến một ngày, Hao bị một con quỷ đánh cắp trái tim và không thể tiếp tục việc học. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, từ đó Hao chuyển sang nghề trộm cắp trái tim chị em. Mụ phù thủy béo sau đó được đưa vào. Sau khi mất hết phép thuật, mụ trông như một đống bầy nhầy và trở lại với tuổi thật của mình. Suliman dọa đây sẽ là kết cục của Hao nếu hắn không tuân lệnh, và để được cứu rỗi thì phải nghe lời hoàng gia đi đánh nhau. Nhưng Sophie không tin vì cô yêu Hao, thế là ngọn lửa tình yêu dành cho Hao hay là cái mẹ gì đó thổi đéo rõ làm cô trẻ lại. Đang nói chuyện thì được vua trở về. Spoil, đây là lão vua fake do Hao đóng giả. Vua giả đang bao hoài trích trẻ các thứ thì vua thật tiến vào, tự hào khoe khoang về kế hoạch chiến tranh mới. Hao lộ nhân dạng nhưng Suliman vẫn bình thản. Bà gọi ra quỹ từ thiện bao quanh căn phòng vì bà có thể làm mọi thứ ở không gian này. Hao bắt đầu hóa thành chim biến dị, cắp Sophie cùng mụ phù thủy béo bay đi. Cả ba đáp xuống cái máy bay gần đó. Con chó của Suliman cũng đuổi theo vì có vẻ thích Sophie. Quân lính dí theo nhưng Hao úm bạ lạ hồ biến, dùng Bonshin no Jutsu tạo ra phần thân để dẫn dụ quân lính. Hao tách nhóm để Sophie tự tìm đường về lâu đài nhờ chiếc nhẫn chỉ đường, thứ sẽ luôn hướng về ngọn lửa Calcifer. Đến tối thì Sophie, mụ béo và con chó về đến nhà, mang màn hạ cái ngu người làm hỏng một góc lâu đài. Đến nửa đêm, khi mọi người đang ngủ thì Hao trở về trong bộ dạng thân tàn ma dại. Sophie kỳ lạ thay đã không còn già nua, tỉnh giấc giữa đêm và phát hiện lồng chim nhuốm máu trên sàn. Cô đi theo những chiếc lồng chim và phát hiện con chim lớn đang nằm co ro trong góc phòng, ngỏ ý giúp đỡ nhưng bị Hao từ chối. Sophie giật mình thảng thốt và tỉnh dậy, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Bà già Sophie tỉnh giấc, băn khoăn làm thế nào để có thể giúp Hao. Ngày hôm sau, ông mụ béo cứ chú ý đến Calcifer trong bữa sáng làm quỷ lửa thấy nhột, còn Hao thì đã trở lại bình thường. Anh làm phép tay le tỏa lâu đài đến chỗ ở mới, tiện thể sửa sang lại nó luôn. Berlin Bro, ông có thể làm thế từ đầu không mà tôi đỡ vậy dọn. Nơi mà Hao tay le đến lại chính là quê nhà của Sophie. Thậm chí Hao còn làm hẳn một cánh cửa nối với cánh đồng hoa để Sophie tận hưởng tuổi già. Nhưng giả cái gì nữa khi Sophie giờ đây đang trẻ lại nhờ tình yêu dành cho Hao. Hao dắt cô đi giữa cánh đồng hoa, lòng đang vù nhưng Sophie lại chột dạ vì cô sợ Hao sẽ đi xa. Và nỗi sợ cùng sự tự ti lại đưa Sophie về hình dạng dân IT. Bất chợt bên kia thung lũng, một con tàu chiến xuất hiện. Lũ phù thủy đánh thuê toi ra khỏi con tàu để dí Hao, nhưng anh đã kịp ứng hóa, cắp Sophie chạy khỏi lũ tay chân của Suliman. Anh thả bà giả ở cánh cửa rồi quay lại đấm nhau với con tàu chiến. Mãi tới đêm mà Hao vẫn chưa về nên Sophie cực kỳ lo lắng. Phía bên ngoài, người dân đang di tản vì lửa chiến tranh đã lan tới quê nhà của Sophie. Trong đêm tối, những quả bom rải xuống thành phố. Sophie lo lắng chạy ra ngoài thì bị lũ bù nhìn của Suliman phát hiện, lao vào tấn công. Mấy quả bom thấy thế cũng rơi xuống chỗ cô luôn. Nhưng may của hoàng tử Hao bay tới cứu Sophie khỏi lũ bù nhìn. Trở về tòa lâu đài, Hao khơi Calcifer cháy to lên để bảo vệ mọi người, rồi lại lao ra chiến trường. Anh thấy cần phải bảo vệ nàng thơ hoặc là bà già hoặc là cái what the fuck bất kể Sophie đang là cái gì. Vì thế Hao sẽ không chạy trốn khỏi chiến tranh nữa. Sophie thấy thế thì quyết tâm góp sức cho người yêu bằng cách xoay cái tay nắm cửa và đưa mọi người ra vùng ngoại ô. Trong loạn bom, cô thấy Hao đang xả thân với chiếc tàu chiến. Sophie đưa mọi người cùng Calcifer ra khỏi lâu đài để Hao khỏi phải vướng víu bảo vệ tòa lâu đài. Ngay khi Calcifer bị đem ra ngoài, tòa lâu đài sụp đổ. Để có thêm năng lượng, ngọn lửa xin tạm bím của Sophie. Nào, bím này này. Tôi dựng lên một cái lâu đài mini thì đấm đổ nát. Với đầu củ cải dẫn đường, lâu đài con di chuyển đến chỗ Hao đang chiến đấu. Nhưng mụ phù thủy béo bị ngọn lửa mê hoặc. Chắc là vì trong đấy có mấy thằng cu nhảy TikTok bán quần áo. Bà túm lấy Calcifer và bị bỏng. Thế là Sophie phải tạt nước dập lửa để cứu bà già. Nhưng mà thôi xong, yêu anh nhưng mà dập tắt ngọn lửa trong tim anh thì cái lâu đài bé xinh mất đi Calcifer thì sụp đổ, làm Sophie rơi xuống khe núi gần đó và bị tách khỏi nhóm. Hên là cô không chết, nhưng mà Hao thì có, vì Hao mất tim rồi. Đang khóc lóc các thứ thì Sophie thấy chiếc nhẫn trên tay sáng lên và ánh sáng của nó chỉ vào đống đổ nát còn sót lại của tòa lâu đài. Đằng sau đó là một cánh cửa đen thui. Sophie bước vào trong thì được thấy những mảnh ký ức của Hao, hay là quá khứ của Hao, hay là cái gì đấy tôi chịu. Nhưng mà từ đằng xa, Sophie thấy Hao lúc nhỏ, cậu đang cố nuốt một ngôi sao và trao lại trái tim của mình cho nó. Chiếc nhẫn chỉ đường vỡ tan, Sophie bị kéo về thực tại. Cô với gọi Hao, bảo cậu nhóc hãy tìm mình trong tương lai trước khi cô bị kéo về thực tại. Nơi mà Hao đang đợi cô trong mình dạng một con chim khổng lồ. Con chim lớn đưa Sophie về gặp nhóm Marco và đầu củ cải. Sophie lấy lại Calcifer từ chỗ bà phù thủy béo, trả nó lại cho Hao, hóa giải lời nguyền cho cả trang pháp sư và ngọn lửa.
nhưng mà cô quên mất tấm ván cô đang đứng là do Calcifer dựng lên. Ngay khi Calcifer được giải thoát, tất cả sụp xuống và Sophie ngã vực 2 lần trong một ngày. Tấm ván cải số 3 lao xuống dốc. May thay có đầu củ cải chặn lại nên bốn mạng người cùng chó đã an toàn. Sophie cảm ơn đầu củ cải bằng một nụ hôn thì bất ngờ nó hóa thành người. Đây chính là hoàng tử bị mất tích của vương quốc bên cạnh. Nguyên nhân chết cần mẹ nó tiếc cho cuộc chiến tranh. Chắc tìm được hoàng tử chiến tranh kết thúc nhỉ? Hao tỉnh lại trong sự vui mừng của Sophie. Còn con chó của Suleiman thì liên lạc với bà chủ của nó, báo hiệu cái kết đẹp cho bộ phim này. Bộ phim kết thúc khi cuộc chiến vô nghĩa được dừng lại, Calcifer được giải thoát. Nhưng nó đã trở lại vì thấy nhớ Sophie và mọi người. Còn Hao và Sophie có một chuyện tình đẹp trên lâu đài bay do Calcifer điều khiển. Và đó là kết thúc của lâu đài bết nhún của Pháp sư Hao. Bài học rút ra là tình yêu có thể làm con người trẻ ra theo nhiều nghĩa. Thế nên là hãy kiếm tiền đi rồi già hãng yêu. Lúc đấy thì còn trẻ lại được, chứ còn nghèo thì khổ lắm.